Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Thì tập ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục ở tại cái vùng sa mạc các bạn ơi. Và mình có đem theo một cái chuông cho Ho-Oh, đó chính là Clibel nha. Sẵn tiện thì mình sẽ treo luôn. Đó, treo chung với lại mấy cái title bell luôn em à. Đây, để mình lấy cục đất cái coi. Và đây chính là hình dáng của Clibel nè. Trong nó là một cái hình cầu nhẵn ha. Khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Cái này thì màu cam nè. Hy vọng thì mấy em huyền thoại nó sẽ sớm xuất hiện thôi. Để mình coi bây giờ là mấy giờ rồi. Ôi, nãy giờ thì mình có đang phiêu lưu tại cái vùng Savanna anh em ơi. Bên đây có một ngôi làng nè. Chúng ta sẽ vào trong và kiểm tra xem cái lò rèn nó có những cái vật phẩm gì quý giá không nha. Đấy, vô đây kiếm coi. Ui ui, Legendary Vitini đã xuất hiện rồi. Và con này thì mình đã có rồi các bạn ơi. Ui, ăn rồi nó cứ xuất hiện hoài à. Để mình tiêu diệt nó luôn nha các bạn. Cho mày bớt xuất hiện nha. Trước mình nó các bạn ơi. Chết queo luôn. Nó cho mình một cái flame off đó. Trời ơi, thì không thể tin được các bạn ơi. Mình mong cái con Crowdon hơn. Ôi, phía bên này có một con boss khác. Đó chính là Morao anh em à. Đây là một con quạ nha. Dứt mày luôn nha. Ôi, nửa cây máu của nó rồi. Con này thì đánh mình không có mất nhiều máu lắm. Nên cứ chức mình phát nửa thôi các bạn ơi. À, nó gãi ngứa mình anh em à. Rồi, hai bơ bim nó nha. Ôi, nó cho mình một cái viên Re Candy nè. Quá đã luôn. Để mình bộ cái heal lại cái đã. Đâu rồi? Bộ cái heal. Ok, bây giờ thì tiếp tục lên đường và đi phiêu lưu nữa thôi nha các bạn. Rồi, lên đường thôi nào. Ôi, hút hút nè các bạn ơi. Boss tiếp tục xuất hiện nữa. Sẵn tiện thì chúng ta sẽ dứt em nó luôn nha. Đây là con cứu nha các bạn. Nhìn nó rất là dễ thương luôn nè. Mày nè con. Ui, mạnh quá vậy. Và nó cấu máu của mình rất là ít luôn các bạn à. Mày nè, chết queo. Ôi, cho mình một cái viên Re Candy nữa nè. Sẵn tiện thì mình sẽ cho Pokemon của mình lên cấp luôn nha. Để mình kiểm tra coi cái em kẹo dẻo này đạt cấp bao nhiêu rồi nha các bạn. Thôi, nó đã được quá nửa ống kinh nghiệm rồi. Vậy thì mình sẽ cho Lunala lên cấp luôn nha. Lunala cho lên 3 cấp luôn nha các bạn. Ôi, con này đẹp thế nha. Ôi, học được Phantom Force nè. Skill này thì cũng rất là mạnh luôn. Nhưng mà chắc mình sẽ bỏ nó đi quá. Thôi bỏ đi luôn các bạn ơi. Thôi kệ. Bỏ đi nè. Rồi, cho nó lên cấp tiếp tục. Hiện tại Lunala của mình đã đạt được cấp 63 rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi tìm thêm Pokemon Legendary nữa nha các bạn. Ui, bên đây có một con Victini nè. Quá là xịn sò luôn ha. Lại xuất hiện nữa hả mày. Ăn rồi cứ xuất hiện hoài vậy. Trời ơi, hai con Victini trong vòng một tập luôn. Kinh khủng. Rồi, để mình tiêu diệt nó, cho nó khỏi xuất hiện nữa luôn nha các bạn. Mày nè Victini. Ui. Và Celestia của mình học được skill Heavy Lam, nhưng mà nó không có sát thương. Rồi, thì ở đây mình đang có bốn cái huy hiệu của hội quán hệ đá nha các bạn. Đó chính là Powder Bed nè. Là cái huy hiệu đầu tiên. Cái thứ hai là Cost Bed. Cold Bed. Tiếp theo là Stone Bed. Ôi hay thế nha. Cuối cùng là Cliff Bed nha các bạn. Ôi quá là xịn sò luôn. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ đi sưu tầm huy hiệu của hội quán hệ đá nha. Để mình kiểm tra coi mình đã có mấy loại huy hiệu rồi. Mình đã có một loại rồi nè các bạn ơi. Ôi, hình như chỉ có một loại thôi. Hay da. Vậy là còn thiếu ba loại nữa rồi. Trời đất ơi. Ok, thì tập ngày hôm nay mình sẽ đi lên đường, đi đánh mấy cái hội quán để mà kiếm thêm huy hiệu nha anh em. Rồi, mình sẽ cất nó vô cái Blue Best K này luôn, cho nó xịn sò anh em à. Quá đã luôn ha. Rồi, chúng ta sẽ teleport qua cái hội quán hệ đá gần đây nhất đi ha. Kiếm cái gần đây nhất đi cho nó gọn. Đâu rồi, Rock Gym của chúng ta. Đây nè các bạn ơi.
Đây, đây chính là hội quán hệ đá nha. Nó như là một cái mai sáp vậy đó. Đây. Hello. Ôi, Raiden các bạn à. Dứt nó luôn. À, chức mình mày nè con. Ôi, con gì đây? Rambarot, Pokemon cổ đại. Chết queo luôn. À, mình quên cho các bạn coi. Đây là cái vàng Pokemon mình cầm đi đánh hội quán hệ đá nha. Đây là Ashes, hệ giác đấu nè. Tiếp theo đó là Zigget. Oh, kẹo dẻo. Greninja, Sonic và Suicune nha các bạn. Đó, hy vọng có thể chinh phục được cái hội quán này. Cái hội quán này thì nó có rất là nhiều trainer luôn á anh em ơi. Đông kinh khủng. Đó, Kosola hả? Kosola nè, chết queo luôn. Karakota, Pokemon cổ đại anh em à. Ui, đánh gì nửa cây máu của tôi rồi. Chết queo đi. À, Relicon. Đây là con cá vây tay nha các bạn. Câu này hồi đợt mình câu nó rất là khó luôn nè. Oh, Sunrock nè. Con này thì Pokemon rất là giống mặt trời. Sunrock hả? Ui, sao không gây sát thương cho nó? À, giờ nó mới chịu nè các bạn à. Rồi, tiếp tục thôi. Lại là Karakota. Mày nè con. Ui, recover lại nha các bạn. Cho nó lên máu lại cái đã. Ủa, cái con Shuckle này nó làm cái hiệu ứng skill ghê quá ha. Ui, mất máu của mình khá là ít. Mày nè con, Shuckle nè. Ui, nó đã hồi máu lại rồi các bạn à. Ui, kinh khủng vậy. Ui, và nó đã làm cho mình bị nhiễm độc luôn rồi. À, chúng ta không thể đổi Pokemon luôn. Để mình recover lại đi. Hy vọng có thể sống sót được anh em à. Sức cồ này nó ghê quá. Extreme Speed. Có vẻ như là dùng skill hệ thường nó không có tác dụng nhiều đối với em sức cồ này nha các bạn. Hyper Beam. Ui, nó cấu mình rất là nhiều máu luôn. Recover lại nha các bạn. Ờ, hình như nó làm cái skill đó là dính độc đó các bạn ơi. Kinh khủng quá. Recover lại phát nữa. Ui, nó cấu máu kinh khủng chứ kìa. Thôi, recover lại phát nữa luôn đi. Ôi, mình chết queo luôn rồi. Chuyển qua Zigget để mà giết cho lẹ nha các bạn. Đây, xài tuyệt kỹ Z nè. Ôi, vẫn chưa chết con sức cồ này luôn. Ôi, nó lại làm cho Zigget của mình nhiễm độc nữa. Landgrab nè. Chết queo nó rồi. Thì mà khi đi đấu với mấy cái hội quán á, mình sẽ không có dùng lệnh Poké Heal nha các bạn. Đó, mình sẽ vận dụng hết tất cả các Pokemon mà mình có nha. Đó, để mà đi đánh hội quán. Trong hội quán này cũng vậy luôn. Chúng ta sẽ không dùng Poké Heal đâu. Landgrab tiếp tục. Rồi, em sức cổ đó đã ngậm củ tỏi rồi. Ui, và mình đang bị nhiễm độc các bạn ơi. Kabutop nè, chết queo luôn. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều trainer luôn. Chỉ mới ở tầng 1 thôi nha. Bây giờ mình sẽ cho em kẹo dẻo của mình lên cấp luôn nha. À, cấp 89 rồi các bạn ạ. Quá đã, quá đã. Mình có đem mấy cái revive cũng như là must revive. Đó, tí mình sẽ hồi sinh cho cái em Ashes nha các bạn. Đây. Ồ, chúng ta gặp được em rắn đá rồi nè. Hai em rắn gặp nhau. Onix và Zigget. Ồ, Onix nó còn một chấm máu các bạn ơi. Mình sẽ tiễn nó đi luôn nha. Landgrab tiếp tục. Ôi. Rồi, nó chết queo luôn rồi. Quá là xịn sò luôn. Ồ, lại gặp cái con Raiden nữa nè. May nè con, chết queo Raiden rồi. Sunrock nè. Ui, rồi xong. Em thứ hai đã hẹo. Bây giờ mình sẽ chuyển qua Greninja nha các bạn. Water Shuriken. Rồi, hiện tại thì Greninja đang tiến hành hợp thể để mà tạo thành Fury Greninja nha các bạn. Đó, và đây là Fury Greninja. Chết queo luôn. Mạnh vãi chưởng ạ. Ô, Omasta hả? Hình như đây là Pokemon có mang hệ nước và hệ đá thì phải. Mình sẽ dùng cái viên Mass Revive để mà hồi sinh cho Ashes nha các bạn. Cái đó nó sẽ hồi sinh
và khiến cho Ashes có được 100% lượng máu luôn nha. Đó, còn cái revive thường thì khiến cho Pokemon được hồi sinh chỉ có 50% lượng máu thôi. Sacred Sword chết quẹo luôn, quá xịn anh em ơi. Ồ, Makago hả? Con này Pokemon hệ lửa luôn mà. Ui hay thế. Mình sẽ dùng skill gì đây ta? Thử Hyper Beam đi. Ôi, có nửa cây máu thôi các bạn ơi. Hy vọng Ashes của mình không hẹo. Ui, nó được đánh hai lần luôn rồi kìa. May nè con. Lần này thì qua cái con Son Rock anh em à. Hy vọng không hẹo. Recover lại cái các bạn ơi. Ôi, nó đốt cháy mình luôn rồi kìa. Để mình Extreme Speed nó một phát nha. Ui, tốn không có nhiều máu cho lắm. Và nó cấu máu của mình thì đau thôi rồi luôn. Mình sẽ chuyển qua Greninja nha. À, vẫn cấu máu em Greninja của mình. Ghê quá vậy ta. Water Shuriken. Rồi, Greninja đang tiến hành hợp thể các bạn ơi. À, lần này đấu với em Sức Cồ hả? Mình sẽ dùng Water Shuriken. Rồi, tốn rất là nhiều máu của Sức Cồ rồi các bạn à. Quá đã. Chúng ta sẽ tiễn em Sức Cồ này đi luôn nha. Rồi, quá là xịn sò. Oh, lại gặp nữa nè các bạn. Son Rock. Recover cho em Ashes trước các bạn ơi. Chúng ta sẽ phải chuyển Pokemon khác đi. Đó, cầm Greninja ra đánh cho nó chắc ăn đi. Water Shuriken. Đó, hợp thể cái đã. Xin cho, xin cho. Ôi, lần này chúng ta sẽ đấu với Karakota các bạn à. Karakota nè. Ôi, nó có nội tại một máu à. Ôi, nó chết que luôn rồi. Son Rock nè. Ok, xịn sò các bạn ơi. Chúng ta có đem cái BP up không ta? BP up hay là BP max không vậy? Hình như là mình không có đem thì vậy. Không biết cái full health này có thể xài được không nữa. Có thử còn có cái gì xài được không nha anh em. Trời đất ơi, kiểu này thì khó khăn quá rồi. Rồi, hình như mình không có đem rồi các bạn à. Chúng ta để ở nhà rồi. Thôi kệ, mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Đi hướng này mới đúng nè. Ồ, đây là Gigalith hả? Ui, xịn sò quá vậy ta. Con này có thể có được khi mà trade thôi nha các bạn. Mình sẽ chuyển qua Suicune. Dùng skill score này đi. Ồ, cũng được quá nửa cây máu nè. Hy vọng Suicune không chết. Score phát nữa. Rồi, chết well Gigalith rồi. Onix nè. Ồ, cái skill score này là nước nóng nha các bạn. Skill hệ nước nhưng mà có thể đốt cháy được đối phương nữa đó. Rất là xịn sò luôn. Ui, gặp em Relicant rồi nè. Lần này mình sẽ dùng full health thử đi ha. Full health này thì nó có tác dụng gì vậy ta? Mình chưa có đọc kỹ nữa. Dùng Max Revive cho Zigetti để hồi sinh nó nha các bạn. Ồ, Relicant này nó liên tục boost cái gì đó. Tiếp tục dùng full health cho Ashes thử coi. À thôi khỏi đi, chúng ta sẽ đấu nó luôn đi. Score chiêu nước nóng nha các bạn. Rất là xịn sò luôn đó. Đây, Hydro Voltage. Hydro Voltage chết quẹo luôn. Sức cồ nè. Sức cồ của mình chỉ còn nửa cây máu thôi. Ui, ngậm củ tỏi rồi các bạn à. Dùng qua em Sonic thử đi. À, đau quá vậy. Honlit nó nha các bạn. Golem nè. Ui, đau bãi trưởng ạ. Tiếp tục Honlit nó phát nữa. Ha, cuối cùng cũng xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên cái tầng ở trên thôi nha các bạn ơi. Rồi ôi,
Hy vọng là chúng ta vẫn ổn. Ok, đây là Robopass nè các bạn. Ồ, xịn sò hen. Được bao nhiêu máu rồi? Ui, quá nửa cây máu rồi, quá đã anh em ơi. Kiểu này chắc qua tờ Shuriken phát nữa. Cho biến thành Fury Reninja cái đã. Tiếp tục đấu với em Golem nha các bạn. Đó, xịn sò chưa? Hydro Vortex. Ui, Golem còn một chấm máu cơ. Chết queo, em Reninja của mình rồi. Đổi qua kẹo dẻo thứ đi. Hydro Bomb. Trời ơi, sức cồ hả? Hydro Bomb mày luôn. Ủa không được nè. Sacrisaw. Chết queo sức cồ rồi. Vẫn còn nữa các bạn ơi. Lần này là Sudo Voodoo nè. Chết queo luôn. À, Gradily hả? Pokemon cổ đại. Mày nè con. Chưa chết nó được các bạn ơi. Hên quá nó không đánh em GS của mình. Ờ, chết queo nó luôn rồi. À, Acheon cũng chết queo luôn. Wow, còn rất là nhiều trainer ở phía trước. Quá nhiều trainer để mà chúng ta có thể gặp được chủ hội quán hệ đá này nha các bạn. Kinh khủng thiệt. Hình như con này là Aerodactyl. Và nó chết queo luôn rồi. Đây, gặp được con Aron nè các bạn. Aron. Ui, không ổn rồi. Không ổn rồi anh em ơi. Mình cấu nó ít máu quá. Chuyển qua kẹo dẻo đi. Hai Robum. Ok. Hai Robum tiếp tục. Ô, nó có nội tại một máu cơ. Chết queo kẹo dẻo của tôi luôn rồi. Ôi ơi. Thiệt chứ. Robobat nè. Ôi ôi. Rồi, Sonic của mình cũng sắp hẹo luôn rồi các bạn ơi. Mày nè con Robobat. Hẹo em Sonic của mình luôn rồi. Chuyển qua Assault đi. Và mình sẽ sử dụng Max Revive cho Reninja nha các bạn. Với Assault thì chúng ta có thể dùng cái skill Recover để mà hồi máu lại cho nó nha các bạn. Đây mình sẽ dùng Revive. Full health thì chúng ta hình như không có xài được. Revive cho mấy em Suicune này đi. Ok, để mình recover lại một một cái nha các bạn. Nó đánh mình sắp chết rồi. Recover cho nó đầy máu lại cái đã. Rồi lại tiếp tục dùng revive thôi các bạn ơi. Dùng cho Ziggs nè. Còn kẹo dẻo và Sinic nữa. Trời ơi, nó cấu máu của tôi kìa. Để mình recover lại phát nữa nha các bạn. Recover. Ôi, nó vẫn đánh nè. Đánh đau vậy trưởng. Tiếp tục dùng cho em Sonic nè. Đó, xịn sò liền. Ôi, nó vẫn đánh mình nữa anh em ơi. Mình lại recover nữa. Chứ ngại gì đâu. Ok, xịn sò rồi đó. Mình có rất là nhiều cái revive mà. Nên cứ xài thoải mái. Xài cho kẹo dẻo nè. Đó, xịn chưa? Ui, Assault sắp hẹo rồi. Chắc mình chuyển Pokemon khác các bạn ơi. Chuyển qua Greninja đi. Trời ơi, đánh đau vậy? Water Shuriken mình là con. Rồi, hiện tại đang hợp thể đó các bạn ơi. Ui, các bạn có để ý không? Cái sừng của cái em Raiden này á, nó xoay xoay kìa. Ui, hay vãi ạ. Có cả hiệu ứng đó luôn hả? Giờ mình mới để ý nữa các bạn ơi. Chết heo Raiden luôn rồi. Robobas nè. Này giờ đánh cũng khá là đau các bạn à. Robobas chết queo luôn. Trời ơi, xịn sò. Quá là xịn sò. Trời, bên đây lại còn có thêm nữa nè các bạn ơi. Kabutops. Kabutops. Trời ơi, nó tiễn em Greninja của mình đi xa rồi các bạn à. Lần này mình sẽ dùng Honlit đi. Nó có thể hồi máu cho Sonic của mình được đó. Lên máu lại rồi các bạn à. Quá xịn sò. Acheon hả? Dứt mày luôn. Ui, nó chết queo rồi, hên quá. Golem nè.
Ồ, con Golem nó dùng skill nổ tung đó các bạn à. Skill đó nó mạnh lắm. Nó vừa chết mà nó vừa kéo thêm Pokemon của mình chết luôn á. Sudo Wordle chết queo. Kabutops, ôi không chết được nó rồi. À hên quá nó boost cái gì đó các bạn ơi. À nó lại boost thêm lần nữa nè. À, skill quen thuộc. Ok. Rhyperior hả? Dứt nó luôn nha các bạn. May nè con. Ôi vẫn chưa chết được nó. Và nó tiễn kẹo dẻo của mình lên đường rồi. Honlick mày nè. Tiếp tục. Ôi hai con Rhyperior luôn. Kinh quá vậy. Con này chúng ta có thể có được bằng cách trade nha các bạn. Đó chứ tiến hóa không có được đâu. Rồi. Và đây không còn nào nữa đúng không? Chúng ta lại tiếp tục đi nữa thôi. Karakota. Xài skill nước nóng với nó nha các bạn. Ui. Tiếp tục. Không chết được nó rồi. Ồ may quá, Suicune của mình cũng chưa hẹo. Karakota nè. Lần này chúng ta gặp được con Corsola nè. Hyrovoltaic nó nha các bạn. Ơi, không được rồi. Xài Acid Extreme Speed. Ui, cũng không được luôn. Lần này thì xài Sonic vậy. Honlit nó nha các bạn. Rồi, Robobus. Moonblast mày nè con. Ôi, cấu không có nhiều máu cho lắm. Xài cái Inrain này thử đi. Rồi mình sẽ tiếp tục xài mấy cái viên đá revive nha. Xài cho Greninja trước nè. Mình sẽ xài xong 5 viên đá rồi mình đánh tiếp nha các bạn. Tiếp tục. Mình có đem rất là nhiều đá revive mà. Quá là xịn sò luôn. Ngon lành. Kẹo dẻo tiếp theo. Ngon lành. Còn hai em nữa thôi các bạn à. Suicune nè. Hình như cái em Assert của mình nó hết skill để mà chống chọi với cái hội quán này rồi đó. Rồi. Full heal thử nha các bạn. Full heal nó không có tác dụng hả? Cũng may là cái em Assert của mình nó tự hồi máu lên đó. Quá là tuyệt luôn ha. Full heal lại phát nữa nha các bạn. Thử có gì không? Ui, nó không có tác dụng. Wow, hay quá vậy. In rain phát nữa nha các bạn. Ôi hay ta. Em sẽ đích của mình á, nó hồi máu liên tục à. Đã vãi chưởng à. Rồi kiểu này chắc phải cho Sinit đi xa rồi. Chắc đấu không lại em này quá. Robobat nè. Ôi chúng ta có khả năng thắng được các bạn ơi. Moonblast. Ôi có khả năng thắng được. May nè con. Ô chỉ qua Onix hả? Ôi mình cũng không đổi Pokemon được luôn. Ác vậy. Ui mạnh chứ cơ. Skill Moonblast mạnh kinh khủng luôn anh em ơi. May nè. Trời ơi mới khen nó xong. Water Shuriken. Thế là chúng ta đã xong luôn. Hình như đây là cái trainer cuối cùng ở đây rồi các bạn ơi. Bây giờ đến với chủ hội quán hệ đá thôi. Quá là cực khổ luôn. Hôm nay đào tạo ra quá là nhiều trainer. Tôi đi mà muốn mệt luôn á. Bây giờ mình sẽ chọn cái đội hình Pokemon thích hợp để mà đấu với ông chủ hội quán này nha các bạn. Chúng ta sẽ cất những con Pokemon đã bị đánh bại vô. Đó và lấy mấy em Pokemon mà còn nguyên sức mạnh ra nha. Đâu rồi, lấy em Nikroma ra trước đi. Và cả Lunala nữa. Chúng ta sẽ tiến hành tạo thành Darwin Nikroma trước nha các bạn. Đấy, hợp thể. Chỉnh sơ. Rồi, sau đó mình sẽ lấy luôn cái con Hubba ra quá. Lấy Hubba ra luôn nha các bạn. Ok, đấu luôn nè. Cho con gì ra trước ta? Greninja trước đi. Omasta, rồi xong. Kiểu này là hẹo em Greninja của mình rồi. Chưa gì mà gặp Pokemon cổ đại hệ nước là toan luôn rồi. Để mình chuyển về một cái mon khác nha các bạn. Lần này chắc chúng ta sẽ xài Hoopa đi ha.
Rồi, xài chiêu Z. Mày nè con, chết queo ôm mắt ta liền. Golem hả? Golem nè. Ui, nó mạnh vãi chưởng ạ. Secret Shaw nha các bạn. Hên quá, chết cái con golem rồi. Aaron nè, chưa chết được nó. Hên quá. Chưa chết thì mày chết đi. Cold Sola. Ui, may mắn thiệt sự các bạn ơi. Mình có thể hạ gục được nó nè. Cold Sola hả? Tiếp theo là Sucko. Ui, đánh nó không si rồi. Sucko nè, chết queo luôn. Tiếp theo đó nữa là Cold Sola. Ui, và hình như là con Pokemon cuối cùng của chỗ hội quán hồi đá rồi đó các bạn à. Secret Soul. Thanh gươm bí ẩn. Và chúng ta đã giành được huy hiệu Clip Patch rồi nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Cuối cùng sau nhiều gian khổ cũng đã đánh bại được chủ hội quán hệ đá rồi nha. Quá tuyệt vời luôn nè. Và được skill Ron Lao anh em ạ. Trời ơi, Quá đã. Rồi, sẵn tiền thì mình sẽ cho cái Clip Patch này vô đây luôn nha các bạn. Đó, hai cái hiệu của hội quán hệ đá luôn các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn. Bây giờ mình sẽ đi đánh những cái hội quán hệ đá còn lại nha. Đây. Trời đất ơi, lại gặp cái ông này nữa. Ông ta chỉ là người giới thiệu của cái hội quán này thôi các bạn ơi. Kabutop hả? Ôi, cấu của nó ít máu quá. Hên quá các bạn ơi, vẫn chiến thắng được. Lần này chúng ta sẽ gặp được em Onyx nè. Trời ơi, đây là cái hội quán hệ đá thứ hai của mình nha. Tại vì những cái tập trước mình đã có đánh một hội quán hệ đá rồi các bạn ơi. Cứ tiếp tục thôi.
revive phát nữa cho Incineroar luôn nha. À, xịn sò liền. Rồi, bây giờ sẽ quyết đấu em này thôi. Mày là con Rustle hả? Nửa cây máu liền các bạn ơi. Tiếp tục low comeback. Ui, chưa chết luôn. Ui, và nó đánh mình mất rất là nhiều máu luôn. Nhưng mà không sao, chúng ta làm được. Ok. Ồ, ra đi ly khác nè các bạn ơi. Một con khác hả? À, Master của mình hẹo rồi. Mình sẽ chuyển qua em Latias nha. Dragon Ball. Ui, lại chuyển Pokemon khác nữa. Đây là Lunastone nha các bạn. Lunastone. Con này với con Sunrock là mặt trăng với mặt trời đó các bạn ơi. Ôi, Lunastone nó đang bị tê liệt rồi. Quá là xịn sò luôn. May nè con, chết queo đó luôn rồi. Radily nè, chết queo luôn. Omasta nè. Rồi, và thế chúng ta đã giành được Stone Pet rồi các bạn ơi. Đây là một cái hy hiệu thứ ba của hội quán hệ đá nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Bây giờ chúng ta chỉ còn cái Cold Pet nữa thôi. Đó, hy hiệu thang. Ok, đi nào anh em ơi. Đây, Rock Gym nè anh em ơi. Tiến hành đi vô và thách đấu trainer thôi nào. Ôi, cái cửa nằm ở đâu vậy ta? Nằm bên đây thì phải. Hello, ông giới thiệu. Gặp ông nãy giờ 3 lần rồi đó. Ôi, Rhyperior anh em ơi. Rhyperior. Chưa chết nó rồi. Ui, và nó cống máu của mình kìa. Chưa gì mới vô thôi mà. Ui, thôi xong. Mới vô đã hẹo em kèo dẻo rồi. Rhyperior nè. Em Ren của mình cũng sắp hẹo theo luôn rồi đó. Hên quá, xong hôm nay rồi. Mình sẽ đi qua cái ông kế tiếp nha. Lần này thì mình sẽ sử dụng em Mewtwo nha. Thì như thường lệ thì mình khi đi đến hội quán á, mình sẽ không sử dụng bất kỳ cái lệnh nào nha, kể cả Pokéhill. Đó. Nên là mình sẽ tận dụng hết tất cả các Pokémon mà mình có để mà đi đánh thôi. Ok, bây giờ tiếp tục với trận đấu của chúng ta thôi nào. Tyranitar hả? Ui, qua cái con Fastiodon hả? Ui, chết queo em Mewtwo của mình luôn rồi. Sonic, xử nó đi. Rustle nè. Ui, mấy ông này mới có vào cửa hội quán thôi mà đánh cho mình mất hết hai em Pokemon rồi các bạn ơi. Kinh khủng quá vậy. Honlit tiếp tục, xịn sò. Ui, và đây chính là ông trainer cuối cùng của cái hội quán này nha các bạn. Đó, phải đánh cái ông này trước khi mà chúng ta đi gặp chủ hội quán đó. Rồi, Mewtwo X hồi nãy nó đã hẹo rồi. Mình sử dụng em Mewtwo Y anh em mà. Chết Well Raiden luôn. À, Shuckle hả? Shuckle nè. Dùng Mewtwo Y mà đi đánh á, nó hợp lý cực kỳ luôn các bạn ơi. Ồ, toàn chiêu hệ sai trích thôi à. Sai đã thiệt sự luôn. Ồ, quá đã luôn. Robobus nè. Ôi, lần này thì xài với cái con này không có đã đâu các bạn à. Aurofear. Rồi, thế là đã xong ông trainer cuối cùng nha các bạn. Đây, và đây chính là chủ hội quán hệ đá. Gặp cái ông này hoài à. Đây, Aerodactyl nè các bạn ơi. Chúng ta sẽ dùng Psytry nha. Đó, tên Mega Y trước đã. Ui, đổi Pokemon hả? Chơi gì khôn quá vậy? Ui, còn nội tại một máu luôn. Soi chưa kết nè các bạn. Chết queo liền. Rustle hả? Rustle. Ui, không chết được Rustle rồi. Ui, và Mewtwo E của mình nó cũng đã hẹo rồi. Qua con Incineroar thử đi. Xài Rotchop nè các bạn. Rustle hả mày? Rotchop tiếp tục nha các bạn. Ui, một khúc máu thôi. Chết luôn, một hit thôi các bạn ơi. Cái gì mà kinh vậy? Metal Claw nó nè các bạn. Ôi, Sudo Wudo nè. Chưa chết được nó. Lại một chiêu chết con Scissor của mình luôn. Hyper Beam nè nha con. Ôi, đừng nói chết luôn Ashot nha. Hên quá các bạn ơi. Aerodactyl lại gặp nó nữa nè. Ông này có hai con luôn hả? Chúng ta sẽ dùng Revive để mà hồi sinh cho Mewtwo trước nha. Đó.
Ui hẹo luôn Asus rồi. Nhưng không sao, có Mewtwo. Mình sẽ dùng Psytrance nha các bạn. À nó vẫn còn giữ cái hình dạng Mewtwo Y luôn nè các bạn ơi. Hay vậy. Bastiodon hả? Recover lại trước đi. Oh. Còn nước còn tát anh em ơi, cố lên. Ui không, không xin nha nó rồi. Recover lại phát nữa nha các bạn. Đánh mình cũng rất là đau luôn đó. Hour of Fear đó nha các bạn. Chết well và chúng ta đã giành được huy hiệu Code Pet luôn nha. Đây là huy hiệu than, cái hiệu thứ tư của hội quán hệ đá luôn rồi nha. Quá là xịn sò luôn. Trời đất ơi, quá đã, quá đã. Và đây chính là bốn cái huy hiệu của hội quán hệ đá. Bốn huy hiệu ở dưới nha các bạn, còn bốn cái ở trên là huy hiệu của hội quán hệ nước đó. Quá là xịn sò luôn. Quả là một cái hành trình gian khổ. Thì các bạn thông cảm, có một vài đoạn á nó dài quá nên mình phải cắt ra đó các bạn ơi. Nói chung là tại vì cái hội quán này nó quá nhiều trainer đi. Kinh khủng lắm. Đây, chúng ta cùng coi lại một lần nữa đây. Bốn loại huy hiệu của hội quán hệ đá đã xong trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.